khách nội dung dĩa ba học găng lên cao 27 sẽ gồm 3 phần các bạn. Phần 1 là nhóm ballad nhanh gồm 3 bài câu chuyện đầu năm, nhớ người yêu và về đóng mất người thương, sẽ gồm intro thật hay, phần nâng cao, giang tấu, outro. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn phần tổng vỏ rõ ràng, các mẫu phần. Ngoài ra sẽ cho quý khách hơn 12 câu phần mẫu quý ơi chuyển đoạn để các bạn tham khảo. Thật là đầy đủ ha. Nhóm 2 là nhóm cha cha cha, sẽ gồm 3 bài chọn lọc hay ha, ngày xuân vui cưới, thiên đàng ái ân và tình nghĩa đôi ta. Phần này sẽ gồm intro, văn tấu, phân phụ hòa thật hay. Chúng ta sẽ có tổng phổ và cung cấp cho các bạn điệu release voice style chuyên dùng cho quý khách. Và nhóm thứ ba là nhóm xì lô róc, rất là công phu các bạn, được chọn lựa chọn luyện tập kỹ càng, tổng phổ intro, outro, phân chuyển đoạn. Mỗi bài đều có phần mini song và thực hành công phu cho học viên thêm kỹ năng kiến thức trong việc thực hành ha. Dĩa này sử dụng khoảng 12 bài hát hay và nổi tiếng, dễ học dễ nhớ. Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ.